Chào ông nhá, chúc ông lúc nào cũng mạnh khỏe nhá, hẹn gặp lại ông nhá. Vâng. Cháu bọn cháu đi về đây ạ. Vâng. Chào ông nhá, cố gắng giữ gìn sức khỏe ông nhá. Vâng. Cái lối đi vào đi ra là toàn phải trèo lên, trèo xuống. Hỏi cô giáo thì cô giáo cũng chưa giải thích được vì sao lại ở đây họ lại làm cái hàng rào vào nhà như thế này. Đó. Tức là hàng rào thì chỗ khác thì họ cũng làm như thế này thôi các bác, nhưng quan trọng nhất là cái lối vào này này. Cái lối vào này thì nó khác lạ là nó không có, người ta không mở hẳn cho mình vào thế này đâu. Đó, mà muốn ra vào là cứ phải trèo lên. Trèo lên. Xong vậy. Đấy. Đây là lưỡi, cái này là đi ra. Đấy. Này các bác để ý thấy xung quanh đều có hàng rào hết này. Đấy, hàng rào hết. Đấy, muốn đi vào thì là phải leo lên. Đấy, mời cả nhà nhá, mời cả nhà trong kênh tìm Nguyễn Tất Thắng nhá. Em về hết rồi. Đấy, anh Sự. Đấy. Đỉnh luôn em ơi. Đỉnh luôn ạ. Ôi. Tí nữa em phải làm miếng to đấy. Nhất trí anh. Đấy. Để anh Hà Huy Khánh test đi. Miếng, lúc này ăn cái mồm to nhất thì không quay. Sơn à? Ừ, ngon. Được. Ngon lắm. Chào các bác nha. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Team Anh Nguyễn Tất Thắng. Chúc các bác có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nha. Ngày hôm qua anh em ngủ ở nhà anh Hà Huy Khánh các bác ạ. Và buổi sáng ngày hôm nay thì anh dẫn anh em vào một quán ăn sáng. Đây là quán nhà hàng bún phở Tuyết Hải đấy các bác ạ. Và theo chia sẻ của anh Hà Huy Khánh thì có nói là ngày hôm nay đưa anh em vào một quán ăn sáng ngon nhất ở đây. Và hiện tại anh em đang ngồi chờ ở đây rồi. Đây. Đấy. Anh Sự Thình có đây là Thắng với bác anh Hà Huy Khánh đều tối qua ngủ ngon không anh? Hôm qua ngủ quá ngon luôn. Anh xin chào những khán giả thân thương trên kênh Team của Nguyễn Tất Thắng nhé. Chúc cả nhà chúng ta một buổi sáng thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng nhé. Hôm nay thì anh em lại tiếp tục được ngồi với nhau thêm một chút nữa cả nhà. Đó. Tối ngày hôm qua thì cũng lai rai, cũng đến hơi khuya một tí. Bây giờ sáng ra thì anh em lại được ngồi với nhau thêm một chút nữa để chuẩn bị là chia tay Nguyễn Tất Thắng cùng phi hành đoàn tiến vào Nam. Tiến vào Nam. Chưa hết miền Trung đâu. Nhưng thì trên đường đi tiến vào Nam đúng không? Chưa hết đi vào Quảng Bình. Đi vào Quảng Trị vẫn là miền Nam nhỉ? Miền Trung. Vẫn chưa hết tận miền Trung. Đó. Và Khánh có một cái mà trong cái chia sẻ của Nguyễn Tất Thắng mà làm cho Khánh cảm thấy đôi khi mình nghĩ mình thấy buồn cười, nhưng mà thấy đó là một ý tưởng mà cực kỳ hay cả nhà. Đó là rất là tuyệt vời đó. Đã Thắng bảo là trên xe của em còn mang cả một cái tạng bí mật. Ok bí mật cái đoạn này bí mật nha. Đoạn này bí mật nha quý vị, chúng ta hãy đoán cái điều mà Thắng đang giữ bí mật này bằng những cái bình luận trong video đúng không Thắng? Ok đó. Chưa được tiết lộ. anh Khánh ơi, cái kia thì bí mật nhưng mà anh có thể tiết lộ với các em một chút. Hôm qua là ở nhà anh có cái bánh gì ngon lắm. Hôm qua em ăn chưa? Em được ăn rồi nhưng em không biết bánh gì. À đúng đấy nhỉ. Rồi ok thì cái bánh đó là cái bánh mà bánh bột lọc. Đúng rồi. Bánh lọc. Ở đó là bánh lọc ở trong Quảng Bình ấy, quê của vợ anh ấy. Đó. Cái bánh đó là hôm bà ngoại, tức là mẹ vợ làm. Vâng. Lâu lâu anh vào trong Quảng Bình thì mẹ vợ hay làm và đưa ra ngoài này để ăn. Vâng. Cái này ở đây bún gì nhỉ anh nhỉ? Hả? Bún gì? Đây là bún bò. Bún bò. Ở đây chỉ có bún bò thôi. Dạ, trong này không có bún gà. Quán này chỉ có bún bò thôi. Đấy, đồ này. Quán này là quán mà đông nhất cả huyện này. Quán này là Nghi Xuân Hà Tĩnh. Đúng rồi, Nghi Xuân Hà Tĩnh. Thế là phải gọi hai bát không hành. Đó rồi. Cái này ăn bằng chậu.
Đấy, cái này ăn cả trộm to luôn. Được. Tí nữa anh thưởng thức, nếu mà không ăn được em sẽ gọi riêng cái bát canh cho anh. Đấy, đấy. Ăn ăn trâu à? Ăn trâu luôn. Uống siêu to cùng luôn mà. Thế ăn đấy, lát tôi ăn đấy. Nghe ăn với nghe ăn chưa có phải không? Chưa. Ở đấy cái nào được ăn cả. Rồi ăn cái này ăn trầu luôn, trầu to, to đúng luôn. Hôm qua lúc anh với anh Thắng đi ra ngoài một chút thì anh Bắc đã hết cái đĩa kia rồi. Chỗ lô bánh kia đó. Vâng. Lúc đầu anh bảo đi đồ thì anh bảo ôi không cần phải đồ đâu. Nhưng mà khi mà anh đồ à có Hoàng Minh à. Mặc mình dù khỏe lắm. Ba anh em là chưa quay hết. Cái cảm xúc của Khánh bây giờ đấy cả nhà cũng giống như cái cảm xúc mà cách đây 4-5 tháng về trước, cái hồi trước Tết ấy, khi mà Khánh đi ra ngoài Hà Giang, lúc mà chuẩn bị chia tay Nguyễn Tất Thắng cùng với anh em ở ngoài Hà Giang là cái cảm xúc mà mình lưu luyến vô cùng luôn đấy, không muốn rời xa. Thì bây giờ sắp chia tay Tất Thắng rồi, Thắng lại đi hành trình xuyên Việt vào Nam à, thì Khánh này cũng rất là lưu luyến, chỉ muốn là cơ hội để được ngồi với anh em lâu hơn một tí nữa. Và em cũng đang mong quay trở lại Hà Tĩnh là lại ngủ nhà anh tiếp. Hôm sau cái chuyến hành trình mà chúng ta quay trở ra, đúng không? Quay trở về với quê hương Hà Giang. Thì anh Khánh cùng với anh Bắc, anh em ở miền Trung ở đây hy vọng là sẽ tiếp tục được đón anh em thêm một lần nữa. Đó, đúng không? Trên đường quay ra. Đấy, chúng ta sẽ ngồi với nhau thêm được tí nữa. Tuyệt vời. Này thì chưa biết được. Đó đây. Cứ đi thôi. Đường nào cũng phải về qua đây mà. Đấy. Mỗi con đường này thì phải... bây giờ trên cái đường đi vào ấy, xe của chúng ta là mặc dù đã là 7 chỗ rồi nhưng mà Khánh nhìn thấy trong cốp xe là nó rất là chật chội. Đấy, cho nên là có thể là không mang được cái quà của quê hương Hà Tĩnh đi cùng được. Đấy, nhưng mà hôm sau trên đường này đi về đấy thì rất là mong được gặp gỡ anh em ở đây và Khánh muốn là gửi một chút quà. Đấy, là một cái sản phẩm của quê hương Hà Tĩnh đấy, ra để tặng cho tất cả anh em của chúng ta cũng như là bạn Khánh và các cái bạn mà hát khen em Lệ rồi các em ở trong nhà hàng của Tất Thắng đấy. Nha, cho nên anh em nhớ dừng chân Hà Tĩnh gặp được anh em một tí nhé. Dạ vâng. Nhớ em Lệ ở quán nhớ em Lệ. Anh ơi, em thay lời anh em trong đoàn là cảm ơn anh. Đây. Đấy, 8 người mà. 2, 4, 6, 8, 9 người. Ừ. 9 người. Ừ. Nhưng mà cái... Cái này là ăn chung. Cái này là ăn chung nhưng mà cái siêu to khủng rồi. Là chia ra thành 2 bên nhỏ, vừa hoàn thành 2 đâu. À, 2 bên 2 cái siêu to khủng rồi đấy. Thì em mới ra luôn. Cái này như ở bún khô ấy nhỉ? Không, đấy là bún ướt đấy. Bún này khác. Như em khô, như em bún ướt đấy. Dùng bún ướt xôi. À, đây, còn bún qua rồi. Ở giữa này. Đấy, bây giờ thì... Lần đầu tiên thưởng thức món này anh ạ. Bún chưa có gì cả. Ừ. Đấy, vào quán bún bò mà chẳng thấy bò đâu. Thấy chỉ bún với giá thôi. Ở đây có chạm siêu to khổng lồ đấy thôi. Đây rồi, siêu to khổng lồ đây rồi. Đây. Đây như kiểu là thắng cố nhỉ? Đấy, giống như thắng cố. Thắng cố ở trên mình một chút xíu nhỏ hơn thắng cố, bởi vì là thấy anh em ở ngoài miền Bắc lại ăn theo kiểu là... kiểu ăn thắng cố, cái nồi to rồi, quen rồi đúng không? Đấy, bây giờ vào đây mình thưởng thức tí. Đây. Hôm qua ăn hầu, ăn ngao rồi, hôm nay lại chuyển sang bò. Đấy. Rồi anh em đùa được. Anh Thắng xử lý đi anh. Bò hầm với hay là tái nhỉ? Đấy, anh thử đi. Thắng thử miếng xem là nó có giống cái bò của Hà Giang không? Hỏi mà dai lắm nhá. Đấy. Cái này không phải chấm gì nữa đâu đúng không? Cái này không phải chấm gì nữa đâu. Cái này chỉ chấm bằng màu miếng thôi. Cái tố này có băng tố ngã thứ mốt. Chắc như băng lắm nhỉ? Ăn như bò ấy. Bún bò ăn như bò rồi đấy. Thực là siêu to khổng lồ. Bắt đầu đấy. Ok. Ăn cái này bà luôn. Hai cái này trang cái này bà. Ờ.
đây vẫn chưa có xương à? Thế này thì xương nhiều quá. Đây đây đây. Sáng. Bây giờ thì mình cứ chén thôi. Mời đi, mời các anh đi nhá. Mời các anh. Mời các em ăn sáng. Dạ dạ. Mời các bác. Vâng. Anh Sử trên lưng. Được chứ. Tô này lát chung à Khánh? Tô này lát chung. Nhưng mà nếu mà ai có nhu cầu ăn riêng một tô để làm một cái video cho nó đặc biệt thì để ăn riêng được. Anh bạn ăn được một cái này không? Đại xương không? Hả? Đấy xương. Anh làm một cục đi. Cái này như thằng cố nhỉ? Anh bảo anh làm một miếng thì cục như nghe ghê chứ. Xương. Ăn như thế này cũng hay nhỉ? Hấp dẫn. Mời các anh em nhá. Mời các bác nhá, mời các bác ăn sáng cùng anh em chúng cháu nhá. Đây. Đầu tiên được thưởng thức món này. Ăn được không Thắng ơi? Được rồi đấy. Quay cảm giác là Thắng rồi. Đây là bún bò. Không có. Như thắng cố vào giống thắng cố mà tức là đây là mình ăn bao nhiêu mình chan bấy nhiêu anh nhỉ? Hả? Đúng không? Ừ đúng rồi, mình chan bấy nhiêu mà để đây camera men đấy. Ừ. Anh phải đút cho em thử miếng đấy chứ này. Đây này, đây đây đây. Ok, đan còn dẻo nữa. Vâng. Đây, đây. Em lấy đi. Được rồi đấy. Vâng, em chiến đấu rồi. Vâng. Ok. Vâng. Mời cả nhà nhá. Vâng, mời cả nhà chiến đấu đi. Mời cả nhà nhá, mời quý vị nhá. Mời nhà nhá. Ừ, ngon quá. Đây, đó là cái gì đây? Đây, đây. Đây. Xúc xích à? Không biết. Đây. Sao được? Cũng phát hiện ra chứ. Cái quả của con bò đây. Không phải, à đấy. Bò đấy này. Đấy mà. À đây á, đây này. Này, không anh? Này của con bò được đây. Cho quả nó đã. Vừa ăn rồi, Cái nó mất được thằng kia nó được ấy. Đây. Cái đấy là thằng kia được rồi. Anh rồi lại ưu tiên anh thắng à? Đây. Đây là quả đậu răng. Đậu răng người nó bán à? Đậu răng, đậu răng. Đây là cái gì nhỉ? Thôi nhường cho em Hiếu đi. Em Hiếu. Cái này là thần công rực rỡ, nhường cho em. Anh dự lấy nhường Xuân Hiếu cái thần công nhường giữa này. Mời các bác nha. Ngon quá. Ngon đấy. Ngon lắm ăn luôn. Phải lắm. Chú cho cháu có bún được. Ở đây sẽ ăn kiểu như này các bác không? Đồ đồ ăn thì cái này ăn bún kiểu ăn cố. Vâng. Nước rất là ngọt. Lần đầu tiên ăn kiểu này đúng không? Vâng. Nhưng mà đúng là khi mà mình chan kiểu này thì nó đậm vị hơn anh ạ. Đậm vị hơn ạ? À? Vâng. Mà bún nó không đục. Vâng. Cứ nào mình ăn mình bỏ vào. Vâng. Nó không bị... Nó không bị trương lên. Một sợi bún ở đây bé. Đây. Hả? Sợi bún ở đây bé. Mình sẽ cho một ít bún vào như này các bác. Đấy. Xong bắt đầu mới chan với cái bò kia. Nhờ anh Hà Huy Khánh chan cho em Hiếu một xíu nha. Anh cũng chưa biết cái này nhưng mà vâng. cái này là cái quả đau răng như lúc này Thắng nói chứ. Đấy. Cái này cũng được không? Được không? Bạn phải dùng cái này vào sức khỏe chan truyền cho em nhá. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Ôi, chất lượng quá nhỉ. Giàu rực lắm cái này. Viện mà ngồi trong quán ăn được sáng. Ngon rồi, ngon tuyệt vời, tuyệt vời luôn. Năm anh em mình dùng tô có tiền. Anh không ăn cái tô này à? Không ạ, anh vừa ăn mà.
Anh thử ăn đi, anh thử. Em thử anh ăn để em gọi riêng cái không hành như anh khó hiểu. Hả? Nhiều luôn. Lúc anh khó hiểu lắm. Đây miếng này anh. Đây đây. Anh thử đi. Ngon luôn. Ừ. Như nào anh? Tuyệt vời đúng không? Bên này ăn mạch vào không thường nhá. Bây giờ tầm giờ chưa đông lắm. Mấy cái xương này gầm gầm hay lắm em này. Cái này họ ninh hợp lý anh nhỉ? Nó không đây, quá nhừ. Cái này. Anh thắng chưa cái này? Đây. Rồi. Từng lấy. Xương này gầm hợp lý. Anh chơi cái này nhá. Dạ. Ok. Đấy mời cả nhà nhá, mời cả nhà trong kênh của team Nguyễn Tất Thắng nhá. Đấy, anh Sự. Đấy. Đỉnh luôn em ơi. Đỉnh luôn ạ. À? Ui. Tí nữa em phải làm miếng to đấy. Nhất trí anh. Đấy. Giờ để anh Hà Huy Khánh test đi. Miếng lúc này ăn cái mồm to nhất thì không quay. Sơn à? Ngon. Ngon lắm. Ninh xương ngửi thế là ninh như cả xương này luôn rồi. Nhai nó giòn không anh? Dạ, bé ăn một cục thôi. Dạ vâng. Ngon mà. À, không lầy đâu. Không lầy đâu. Ôi. Để Xuân Níu thưởng thức. Bát giờ sắp đầy hết rồi. Đúng là ngon. Tuyệt vời. Cái này quán này chắc là mở lâu năm rồi anh Khánh nhỉ? Quán này lâu lắm. Mà đông hay lắm. Tầm giờ chưa đông lắm. Mà tầm về. Anh giờ chưa? Hả? Anh giờ chưa? Đến tối rồi. Nhưng mà đó, biểu được đấy. Anh ơi làm tiếp đi em ơi. Đây. Ăn nhiều có năng lượng còn leo núi rất nhiều. Ngon quá các bác ạ. Bây giờ Xuân Hiếu xin phép là ăn một tí đã. Vâng. Nghỉ tay để ăn. Vâng. Xuân Hiếu xin phép nghỉ tay để ăn nữa. Ok. Hà Huy Khánh là quý Xuân Hiếu quá các bác ạ, đây này. Nhưng mà bây giờ anh ấy lấy ra cho Xuân Hiếu rồi, không ăn thì lại phí quá. Thằng ok chưa? Có em đủ đấy. Đây. Hôm nay đảm bảo sức khỏe để hát hay rồi anh ạ. Rồi, đảm bảo sức khỏe để hát hay rồi đúng không? Đây, cái này là quang viễn. Ơ, em kia, kiêng đâu mà kiêng, ai cho kiêng, cấm kiêng. Đấy, cái này là cấm kiêng. Đấy, cái này nó mụt mụt ăn đâu. Thôi, anh quang viễn này, thử nước đi. Đây. Rồi, cái trong này Khánh nhá. Đấy, ok, nó là không để thường chút nào nhá. Anh em ăn sáng rồi, chào các anh nhá, hẹn gặp lại nhá. Cảm ơn các anh nhiều. Let's go. Tiếp tục hành trình các bác ạ. Năm thầy trò đưa tăng. Anh em đã di chuyển lên đến đây các bác ạ. Và anh Tú đầu kéo vlog hôm nay là tiếp tục hành trình đồng hành cùng anh em. Anh chị. Điện thoại chụp cái ảnh đấy nhỉ? Vâng. Luôn. Chào anh Tú nhá. Hả? Đang bài đàn hôm qua anh chờ luôn. Ở đây luôn. Đây là cái gì đây? Tổng đài sống kiếm tiền đấy. Các bác ơi, hiện tại đông lập là bán thẳng à? Vừa trước bây giờ chưa. Bây giờ thì anh em tiếp tục lên xe để chuyến hành trình xuyên Việt
và đi vào phía chỗ ngã ba Đồng Lộc và anh Tú đang dẫn đoàn. Lại là phi tiêu. Ừ, lại phi tiêu. Không có anh Tú là anh em đi là cũng căng đấy. Vất vả hơn. Ừ. Nhưng là nó sẽ không được thuận lợi nhiều như này. Bởi vì là mình cũng không nắm được địa bàn đấy. Đúng không? Và anh Tú thì cũng đi nhiều rồi, cũng biết nhiều nơi và đi nhiều cái cung đường khác nhau. Mà khi mà dẫn anh em đi cũng dẫn đi những cung đường nào nó hợp lý nhất theo cái thời gian và lịch trình anh em mình di chuyển. Đoạn này thì ít dân nhỉ, Bàn Hiệp nhỉ? Bao nhiêu cây nữa thì sẽ đến Đồng Lộc. Bạn Minh soi chưa nào? Ngã ba Đồng Lộc. Chờ mình tí nha. Tí nữa đến ngã ba Đồng Lộc thì anh Thắng sẽ ghi hình ở đấy. Đấy, còn chi tiết video thì quý cô bác anh chị cứ đồng đến kênh anh Thắng để 45 cây nữa đây này. Chưa nào? 45 cây. Lên đường Thượng Trụ. Đúng rồi. 4 cây rưỡi. 4 cây 8. À. 4 cây ấy, tưởng 45 cây ấy. Không. Thế còn 4 cây nữa là đến các bác ạ. 4 cây rưỡi. Xin mời các bác tiếp tục theo dõi hành trình. Hiện tại anh em chúng cháu đã đến ngã ba Đồng Lộc các bác ạ. Và bây giờ đi, đây là bảng giá và đồ lễ đi vào tham quan này. Đi vào thắp hương. Đó, bảng giá đồ lễ 200k một bộ, hương 5k một thẻ, hoa tươi theo mùa, đi vào bên trong này thắp hương. Vâng, mỗi người tí để lộc. Sang ngồi xe anh luôn. Dạ vâng. Ai đó một đăng ký cố hướng dẫn viên đi nhưng mà không có tiền chứng mất tiền luôn. Đâu? Vào đó luôn. À vào đó là có hướng dẫn viên luôn ạ. Đi vào này. Em hai xe nó vào. Chủ đấy là muốn nghe hướng dẫn tuyệt minh. Có bánh Tú rộng hết nhỉ? Vâng. 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 Di chuyển vào bên trong các bác. Rộng. Ôi à, xe anh Tú rộng nhỉ. Trải nghiệm ấy à? Trải nghiệm xe anh Tú đầu kéo với lốc. Xe cỏ mà. Từ chỗ này đến cái cổng bên dưới có xa không anh? Cổng này khóa rồi, cổng số 1 chắc là chỉ để dành cho các dịp lễ mà lễ lớn. Rồi vào chưa vào? Vào chưa? Vào rồi. Ngày xưa là đường thông nhau. Trên kia như kiểu là ấy nhỉ? Chùa Tháp Chuông. À, vòng tít dưới này anh nhỉ? Vâng. À, xuống dưới này vòng mới vào được. Vào trong mới đăng ký anh. Ngày xưa ấy, người ta làm thông thiên hết, không có quay đâu. Vâng. Nó đúng tính chất mà đường xá đi như thế nào chứ sau này là thành di tích. Vâng. Thì người ta để như này. Sao không? Đậu đây rồi vào đăng ký rồi bác. Nhưng mà đậu đây à? Vâng, cho qua. Vâng, vâng. Bây giờ thành khu di tích thì cũng cần phải chăm sóc tu sửa anh. Không, bây giờ người ta làm nhiều hạng mục. Vâng. Đấy, đây là cái gì đấy, trò gì này? Chắc là người ta làm để đỗ xe. Tí nó đứng một phát ở giữa bên kia. Đấy, kia đây thì phải
đỗ xe. Cái này em chuẩn bị chắc là chỗ người ta sau này bán tháng ạ, tí nữa mình ra mình nước bán đồ nông sản các thứ. Bắt đầu từ đấy bắt đầu mình đi đây. Anh em chú cháu vừa đến đây thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ và thắp hương cho các cô gái đồng lộc đã 10 bông hoa bất tử. Và bây giờ thì anh em cũng chuẩn bị di chuyển theo tuyến quốc lộ này đi vào phía bên trong Quảng Trị các bác ạ. Và sau khi anh em đến đây thắp hương xong thì là thấy có rất là nhiều các bác, các anh, các chị và du khách thập phương đến với ngã ba Đồng Lộc càng ngày càng đông. Ai đoạn đường này là đoạn đường thành phố Hồ Chí Minh, đường mòn thành phố Hồ Chí Minh. Đường mòn Hồ Chí Minh. À đường mòn Hồ Chí Minh. Lần đầu đi qua. Và anh Phú đang ngó là kiểm tra lốp một chút. Dòng này nó bơm chỉ hơn 2 kg thôi chứ không phải bơm căng đâu. Đấy là tính không có quà tặng. Vâng. Đáng ra sáng nay tính là mua kẹo cu đơ cho anh em ăn đấy. Vâng. Mà quên mất. Đấy, cái này là tặng cho nghệ nhân thì vừa lấy là hát cho bài hát rất là hay. À. Cái này để đi biển rất là đẹp. Đấy. Nói chung là có đẹp không? Có bốn chàng ngự lâm người Tày thì chỉ có được hai cái kính thôi thì anh em cứ thay nhau đeo đi biển để gọi là em có quà luôn à? Ngắm hải sản. Ủa, cái này là ngắm kiểu này anh Tú? Đấy. Một mắt mở mắt nhắm anh được. Ngắm một mắt. Đấy nha. Xong rồi đóng mắt này. Cái này là kiểu như này là giống kiểu cướp biển vùng Caribe. Một thấy mắt. Uy tín anh nha. Uy tín quá. Đấy không? Cảm ơn anh Tú nhiều nhá. Ở đâu xem mà hình như vẫn còn cái này có thể tặng cho anh Sức được nữa này. À, à, đây nha. Em đây được cái là trời kinh. Dâm cho đeo bóng mát. Đấy, đi biển cho nó. Không hiểu ơi. Wow. Hôm qua mà mình có quả kính này ra chất lượng anh nhờ. Đúng rồi, hôm qua của em mà mình có lo là nhìn anh có đẹp trai không? Đẹp anh ạ, tuyệt vời luôn. Cái này là thực ra là tính hết rồi. Anh em mình mấy ngày hôm nay là chuẩn bị đi là miền núi là vất vả. Nhưng mà trong vòng khoảng mấy ngày tới là xuống biển Mỹ Khê nên là tặng kính. Em thay lời các anh ở đây cảm ơn anh Tú rất nhiều. Cảm ơn anh Tú nhiều nhá. Anh Tú lúc nào cũng chu đáo các bác ạ. Chú anh Tú lo xe cộ cho anh em đi và đặc biệt là luôn quan tâm đến anh em tặng kính, tặng hộp. Bữa ăn, giấc ngủ và hành trình đi đường cũng thế. Xong lại tặng cho anh em những đôi kính đẹp để ra biển ngắm. Còn ngắm gì thì các bác biết nè. Bí mật một tí mới biết được. Thì bây giờ là ngắm đường Hồ Chí Minh trước. Vâng. Anh Tú vẫn có kính của mình nhưng kính này thì được tặng thì không thể tặng được nữa. Anh em mình định đứng vào cho đủ bộ. Và đây là đây này. Anh em mình đeo hết kính đen, cho nguyên cái thằng đi nữa là cứ đeo kính. Đấy. Đấy. Quả này chắc là nặng đô hơn đấy. Quả này là đao được cất ký thế nhờ. Được tặng cho nên là không để tặng. Mình cũng phòng để đi biển mà. Chất lượng đấy. Anh nhưng mà nếu mà em mà ra biển có cô nào rõ ràng trời rộng lại nhìn thấy trời hơi nắng nắng. Cô nào mà hỏi cái kính này điều em có trao được không? Tặng được. Không. Không nhỉ? Quà tặng. Đúng rồi, quà của anh. Nhìn đẹp như thế. Em quyết là không hy sinh nhá, giữ vững tinh thần là không cho ai hết. À. Nhìn mặc thêm bộ này với lại đeo cái kính này giống thầy bói phết ấy. Ra biển là ngồi xem bói được. Đâu, anh về đây em xem nó nào. Tay trái. Tay phải đi xem bói kiểu mình xem mấy bạn lấy được mấy bạn này phải mấy người yêu đây này. Em 10 vợ 10 người yêu cái gì đây các người yêu đây anh là xứng đáng được 10 người yêu đấy, đấy. Đây là đây, bàn tay rất là chắc, ấm áp lắm, ấm áp chắc chắn lắm. Bàn tay mai chửa chết. Sờ nhẹ nhẹ đổ hết cái da gà ấy. Anh em mình đeo kính và nhìn thấy trời có vẻ nắng ấy. Nhưng bây giờ bỏ kính ra lại thấy trời râm râm. Anh em cháu bây giờ lên xe tiếp tục hành trình di chuyển vào bên trong Quảng Bình các bác ạ. Đó. Và xin mời các bác tiếp tục theo dõi hành trình của anh em chúng cháu. Bây giờ đoàn thì sẽ dừng ở đây và
mua ít đồ để tí nữa vào bản ăn các bác ạ. Tổng Minh hôm nay tươi quá nhỉ. Anh em sẽ mua ít mì tôm hôm nay là vào trong bản. Vâng. Minh xem chọn thùng nước. Vâng, nước ngọc ấy. Ở bên này. Đây. Đây. Một thùng nước. Rồi. Tôm. Nghe không? Bọn em ghi lại hình ảnh. Cái loại này đặc biệt đấy nhỉ chị nhỉ? 9 thì chị cho 6 hảo hảo nữa là thành 15. Bên này anh em mua một sữa. Anh Tú bù thêm sữa à? Mua thêm cả cái này nữa. Mua thêm bánh mì. Cái loại này chấm sữa ngon này, cái loại này. Như các bác cũng biết là chuyến hành trình này anh em đi chủ yếu trên bản là nhiều thôi. Nên là đi đâu là mua đồ mang theo. Nhất thiết là đến đâu là ăn bánh mì hoặc mì tôm ở trong đấy luôn, xong lại tiếp tục di chuyển hành trình. Và trong bản là tìm cơm hơi khó. Đoạn này là đến đoạn nào rồi anh Tú nhỉ? Hương Khê, Hà Tĩnh. À, đang bỏ anh đang ra xe. Vâng, để em ngồi. Mì để đây các bạn. Xe anh em chuẩn bị nước luôn. Đi lên Minh ơi, buông. Đây, đây. Để xe anh Tú. Mì tôm này, lương khô này. Lương khô. Hôm nay thoải mái ở trong bản này, không lo. Lo là thật. Anh em nước nôi đầy đủ. Nước nôi đầy đủ. Bạn đây xuống, kéo xuống rồi được. Không điện đâu. Ok, lên xe tiếp tục hành trình. Let's go. Hơi đói cả nhà thông cảm nhé. Hữu có đói thì lấy cái bánh mì ăn nhé. Vâng. Tí nữa em ăn xong anh. Bây giờ mình đi đến cái điểm mà chú ấy đón còn xa anh nhỉ? Gần rồi, chuẩn bị đến rồi. Vâng. Mời các bác tiếp tục theo dõi hành trình nhé. Bây giờ anh em chúng cháu bắt đầu đi vào bản các bác ạ. Có một chị ra đây đón đoàn. Anh Thắng đang lên trên nhà thăm một ông cụ sống một mình ở ngôi nhà này các bác. Các bác thấy ngôi nhà sàn của họ có gì khác lạ với những ngôi nhà sàn ở bên ngoài phía Bắc không? Đó, các bác có thể comment ở trên dưới video mà Xuân Hiễu thấy nó có gì nó khác lạ. Mà khi mà lên đây đó, Xuân Hiễu chia sẻ thêm với các bác là nhà nào cũng có tường rào bao quanh hết như thế này.
đấy. Thường đây này, thường rào bao quanh hết biển số nếu đi xuống đây để cho các bác cùng biết. Nhà nào cũng xây, nhà nào họ cũng làm tường rào, đóng cọc rào vào như thế này. Nó và đặc biệt là cái lối đi vào đi ra là toàn phải trèo lên, trèo xuống. Hỏi cô giáo thì cô giáo cũng chưa giải thích được vì sao lại ở đây họ lại làm cái hàng rào vào nhà như thế này. Đó. Tức là hàng rào thì chỗ khác thì họ cũng làm như thế này thôi các bác, nhưng quan trọng nhất là cái lối vào này này. Cái lối vào này thì nó khác lạ là nó không có, người ta không mở hẳn cho mình vào thế này đâu. Đó, mà muốn ra vào là cứ phải trèo lên. Trèo lên. Xong vậy. Đấy. Đây là lưỡi, cái này là đi ra. Đấy. Này các bác để ý thấy xung quanh đều có hàng rào hết này. Đấy, hàng rào hết. Đấy, muốn đi vào thì là phải leo lên. Nhưng mà cái chỗ này ấy, theo Xuân Hữu suy đoán thôi nhá. Nếu mà không đúng thì các bác cũng thông cảm mà. Bởi vì là theo như cô giáo chia sẻ thì người dân ở đây ấy, là ngày xưa là họ sống ở trong rừng. Đó, nhưng mà họ sống thưa thớt ở trong rừng ở phía ngoài kia chỗ cầu treo ấy. Nhưng mà sau khi được bộ đội phát hiện ra thì bộ đội vận động xong mới đưa người ta về đây sống tập trung ở bản này. Đó. Nhưng mà cái tập tục khi mà người ta ở trong rừng ấy, khả năng người ta sẽ quây hàng rào như thế này. Một là chống thú dữ này, hai là người ta bảo vệ những con vật nuôi của người ta. Đó, để không bị hổ ăn thịt hay là bị sao để người ta mới xây hàng rào như thế này. Ở đây hàng rào vẫn thép gai, các bác vẫn đi qua này. Đó, theo suy đoán của Xuân Hữu là như vậy. Ở đây là 100% nhà nào cũng làm hàng rào như thế này hết. Ngôi nhà này lụp sụp lắm rồi. Anh em đang chờ anh Thắng với bạn của mình ở trên quê trao quà cho ông, xong bắt đầu mới di chuyển ra ngoài Quảng Bình. Anh Tú, cái này khả năng nuôi gà này. Chỗ này là cái chỗ để nuôi gà này. Đi đó, ba có quảng tiền hay không? Quảng thì không quảng nhưng... Để cô giáo này. Chào ông nha, chúc ông lúc nào cũng mạnh khỏe nha. Hẹn gặp lại ông nha. Cháu, bọn cháu đi về đây ạ. Chào ông nha, cố gắng giữ gìn sức khỏe ông nha. Nhìn ông gầy quá các bác. Bây giờ là Xuân Hữu cùng với anh em tiếp tục di chuyển sang nhà khác. Cô giáo trèo rất là giỏi. Ông bà không ai ở cùng à? Ông bà bảo là ông bà không ai ở cùng à? Cháu bé. Cháu bé thì trước. Nhà bên cạnh đây luôn. Con của ông bà đâu? Cho các cháu nơi thương lên từ bốn con bà em đó. À, có mấy người con? Ba. Ba người con. Ở đây là cứ người già là không ở cùng con cái nhé nhỉ? Bà có lần ngủ ở ngoài hay ngủ trong nhà? À, các bác ơi, anh em chúng cháu bây giờ mới ở trong bản đi ra các bác ạ. Đấy, hôm nay đi vào bản là đi cái đường suối này này. Đó.
có đường cầu nhưng mà xe không đi được, anh em đi qua suối cho mát, vừa ở trong kia ra. Bản gì nhỉ? Nắng quá các bác ạ. Người gì nhỉ? Trong bản đó, người dính, người Trích này, người Nguồn. Nguồn, một người nữa là Vân Kiều. Và người dân tộc Vân Kiều. Bên này là cán bộ nhà nước vừa mới tìm họ được cách đây mấy năm thôi. Ừ, đấy. Cán bộ nhà nước mình vừa mới tìm được họ được cách đây mười mấy năm và đã vận động bà con di dân ra phía ngoài kia ở, nhưng mà cuộc sống của bà con nơi đây còn yếu kém về văn hóa và nhiều thứ khác lắm các bác ạ. Đa số hỏi tuổi là không biết là sinh năm bao nhiêu. Bây giờ là hơn 1 giờ trưa rồi. Anh em chúng cháu bắt đầu di chuyển ra phía ngoài kia, không bắt đầu mới ăn trưa. Bây giờ xin mời các bác sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của anh em chúng cháu. Thì mời các bác nhá. Đến chỗ quán cơm này thấy khách Tây ở đây đông quá các bác. Toàn đi xe u uất rồi này. Ui. Rồi anh Sự đến đây rồi. Hôm nãy là Xuân Hữu ngồi cùng với anh Thắng, anh Tú. Đây là xe anh Tú các bác. Và anh Tú có mời anh em đến ăn cơm ở quán này. Rồi Minh ơi, đây đây, vào trong này đi. Ừ. Ờ, đang nói chuyện với Tây à? Mà mình rất là vui hôm nay được đồng hành cùng với anh chị, anh Tuấn Anh, với chị là đi vào trong cái mảng này, trong đây cũng rất là khó khăn, rất là đặc biệt đồng hành với Tuấn Thắng. Và nó cũng giúp một phần quà nhỏ là động viên cho tinh thần cho các bác mà còn công bạn trong đó. Thì hôm nay thì em có chút quà nhỏ gửi tặng đến anh, đây là cái chai rượu có vài lèng thì em tặng anh. và còn đây là cái sản phẩm là trà thảo mộc giảm cân. Đấy, thì bên phát sáng dược liệu năm dược bảo minh sản xuất thì em tặng nó chị nhìn người không cần đâu, anh uống thay người anh cần nhưng nói vậy đấy, và trả tặng cho bạn đấy. Và thế thì bên cạnh đó thì có cái nhà làm cà phê, nhà rượu, nếu mà anh có đi công việc có lỡ đâu mà say rượu thì sẽ chuẩn bị cái trà này pha trà cho anh uống để cái say rượu đấy, cà phê nhà rượu rất tốt, đây là 100% tự nhiên. Còn bên cạnh đây thì là cái sản phẩm của tinh tem anh Đức Thắng để có mang đi tặng cô bác và cũng là để dùng trong trên dọc đường. Đây là cái đây là cái lá đắng đấy, đặc sản của địa phương tỉnh Hà Giang. Và cái hai nữa là đây là cái mật ong và mật hà tặng cho anh chị. Và đây là đặc biệt nữa thêm cái trà sạn tuyết là cái đặc sản của tỉnh Cao Hà Giang. Chúc anh chị thật sức khỏe nhá, rất là nhiều đã giúp đỡ anh em anh Đức Thắng, sức khỏe nhá, rất là nhiều. Bỏ luôn đi, bỏ luôn. Nhưng mà trong đấy các anh trong theo nhá. Cả nhà dành một tràng pháo tay để lấy động lực nhé. Từ về ra ăn sáng có vị ngọt lớn. Tôi ăn cái bún ở kia cũng đậm. Hơi đậm. Miền Trung thì nó hơi mặn. Còn vào miền Nam thì lại ngọt. Mời các bác ăn cơm trưa cùng anh em nhá. Bây giờ là mời các bác ăn cơm. Ăn đây. Ớt thì không sợ nhưng mà sợ mặn. Đi với anh Tú ăn cơm dọc đường mà toàn là những sơn hào hải vị thôi. Sơn hào hải vị gì đâu, cơm thịt anh Sư anh. Anh đi, anh để sức khỏe, như để bảo sức khỏe. Anh Tú lúc nào cũng quan tâm đến anh em.
anh phải bỏ vào bớt một chút hành ra một chút. Anh Sự là không ăn hành. Anh thử ăn miếng thịt em ngon cực kỳ luôn. Bạn Minh hôm nay đi vào trong bản có cảm nhận gì không bạn? Nói chung là rất là vui. Quay về thì ăn cơm này ngon luôn, hai bát rồi. Đúng rồi. Thịt kho ở đây chuẩn đấy. Ngon đấy. Cá đây là cá trạch này anh nhỉ? Trạch suối. Nhưng mà em thấy chỗ anh Thắng có món gì đặc sắc quá. Món gì? Canh chua. Canh chua đúng rồi. Bạn Hiệp cho tượng. Cứ nhìn cái đấy là em lại nhớ lá đắng. Theo nấu lá đắng cho mày ăn. Ok luôn. Nấu ăn là cái quán này dừng lại nấu. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Ăn không nha mình. Mời các bác nha, xuân nếu được bát canh đắng này. Ờ, Thành Quân và Quảng Trị. Công nhận là cái thịt kho ở đây ăn được ạ. Ngon. Ngon cho anh. Ngon luôn. Đúng thịt kho luôn. Đúng thịt kho. Ngon như thịt kho luôn đúng không? Vuông như quân cờ. Cái này to hơn cả quân cờ. Mời cả nhà nhá, mời anh các chị nhá. Chị đâu? Như kiểu thịt khâu nhục vào mình không? Đúng rồi. Ngon ạ. Ở đây mà mình tiện đường về nhà là mình vuông. Không đủ cơ bản là chiến quá chứ con cả này để ngửi. Nhưng mà đúng là mỗi lần mình đi vào trong bản về đi bộ xong ra ăn cơm nó ngon anh ạ. Cơm ngon lắm. Ừ. Ngày hôm nay là anh Tú đưa anh em vào trong bản là biết thêm nhiều bản sắc vùng miền và đặc biệt là biết thêm nhiều tộc người. Như hôm nay là có người Nguồn này, người Chứt và một người dân tộc gì nữa, tộc gì vậy anh? Vân Kiều nhỉ? Toàn những cái tên là lạ thôi. Người Vân Kiều nghe hỏi là họ Hồ ấy, họ Bác Hồ ấy. Vâng. Nhưng mà không ai nhớ tuổi. Ừ. Từ hai mấy trở lên là không ai nhớ tuổi. Không ai nhớ được gì. Từ hai mấy trở xuống thế hệ mà bây giờ đi học nhỉ? Đi học không nhớ 6, 7 gì ấy. Thì là mới nhớ được, mới biết được tuổi của mình. Hình như là tầm 9X là không biết rồi. Tầm như lừa bọn em nó không biết đấy. Mơ màng lắm. Mẹ kia lúc này còn tầm 25 rồi, nó không có cái nhựa rồi mà. Cái nhựa nó bảo được tuổi nhưng mà nó ước lương á. Cái cô là họ ước không, lương. Dân tộc này họ không tính năm nào ấy. Tính như dãy duyên hay gì đó. Đúng không? Đúng, đấy cũng tính theo rầy hay là mua trắng luôn. Đúng chăng là. Và cũng không tính theo mua rầy hay là mua trắng luôn. Đấy là chỉ còn hỏi tuổi là cũng nhựa. Không biết. Vì họ thường trước đây họ đâu có biết làm ruộng. Họ ở trong rừng. Săn bắt hái lượm nhặt nhánh trong rừng thôi. Còn đi học đâu, còn được học chữ đâu được gì. Họ ở trong lăng đá, ngay trong rừng. Họ dừng đều nay đây mai đó ở nhà. Sau này nhà nước phát hiện họ trong rừng, trong hang đá họ được ra ngoài đấy sống. Em thấy cái chị kia bảo là mới ra được mười mấy năm. Mười mấy năm đúng rồi. Mười mấy năm, còn không chỉ coi gia đình mới ra được 4 năm năm. Mình thường tìm trong báo ấy, là có báo viết luôn đấy. Mười mấy năm. Có lần mình xem trên thời sự mình nhớ mãi. Nhiều. Quá mới. Hiện tại đang trên nhiều bản là không chịu ra. Nhà nước kêu ra không chịu ra. Rắn ở trong rừng. Rắn ở trong rừng nào ấy nhỉ? Họ quen. Thì em mình là mấy cái bản ở đó. Cái bản nó mình phải đi bồ 20 cây ấy. Chứ nó có chịu rắn không? Ở trong kia rắn. Nhưng họ còn nói tiếng Kinh không? Không có người nói được ấy, ít được. Như trường bản đâu thì nói được. Còn lại nó không nói. Tức là họ đi ra rồi nhưng mà để hòa nhập với cộng đồng nó vẫn còn phải cần rất nhiều thời gian. Không, họ không ra. Không ra đúng không? Đội kia luôn. Đội kia là không thì ra. Thì giờ bên bên phong vậy, làm giúp cho căng nhà nhỉ? Vậy đấy. Có nhiều khi lên làm nhà cộng đồng, vậy lên làm nhà thương vậy á. Nhưng mà bên phong phải làm. Thế còn họ thì nếu muốn làm thì họ lại quay vào. Ai dạ, căng cái vụ này căng. Cũng giống như cái bàn mình mới vào này. Ngày trước của nó, của họ là họ ở bên này sốc. Xong sau đó thì lại bên này thì bị nó ấy quá thì lại chuyển sang bên kia cho băng lại chuyển ngược sang bên kia khu tái định cư mới và dồn về đấy. Như hôm nay vào trong cái bản kia là em thấy là đẹp ấy, bản đấy là sống tập trung đẹp ấy, chắc là phải thời gian nữa đến thế hệ trẻ là được đi học các thứ nữa thì nó mới phát triển lên được. Chắc là đưa người trẻ ra ngoài làm việc. Phải học sinh đi học đó là phải đi kêu gọi đi học. Ôi cô giáo mà bây giờ vẫn phải đi kêu gọi đi học kìa. Phải kêu gọi đi học. Không đi học không? Nay mình gặp cô giáo phải kêu gọi đi học kìa.
thấy cô giáo kể và đi ngày nào cũng phải đi từng nhà để mời học sinh đi học. Ác liệt nhỉ? Vâng, ác liệt. Chiều nay mình hành quân vào đâu nhỉ anh Tú nhỉ? Một bản khác nữa. Vâng. Bản thế thì à? Vâng. Của xã Thường Hóa. Vâng. Huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Thế bây giờ thì anh em chúng cháu là tiếp tục ăn cơm trưa nhá, mời các bác để anh em ăn xong còn làm việc xong là chuẩn bị đi bản tiếp theo. Và Xuân Hữu cũng xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo trên bản nhá. Chào các bác nhá.